Chiều nay, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Phó Chủ tịch Thái Thu Xương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thừa Thiên Huế về khảo sát đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn các khu công nghiệp. Tham dự và đồng chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Thực hiện Nghị định 105 quy định một số chính sách đối với trẻ em, giáo viên và cơ sở giáo dục mầm non độc lập, dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi rà soát, tiếp nhận và xử lý hồ sơ, đã có nhiều đơn vị giáo viên trẻ em đang giảng dạy và học tập tại cả cơ sở giáo dục mầm non, tại cả khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận được hỗ trợ. Cụ thể, trong 6 huyện thị xã là địa bàn có khu công nghiệp, có 11 cơ sở giáo dục mầm non độc lập, dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, đủ điều kiện để được hỗ trợ trang bị về cơ sở vật chất một lần, trong đó một cơ sở đã nhận được hỗ trợ. Có 266 cháu được hưởng chính sách hỗ trợ tại Nghị định 105 và 39 giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non đủ điều kiện hưởng chính sách. Diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19, việc triển khai kịp thời các hỗ trợ theo Nghị định 105 đã động viên khuyến khích tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non tư thục, từ đó tăng tỷ lệ huy động trẻ, nhất là độ tuổi nhà trẻ ra lớp, giúp cán bộ viên chức người lao động đang làm việc tại cả khu công nghiệp, cụm công nghiệp yên tâm lao động sản xuất. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại những hạn chế như quy trình thủ tục hướng dẫn cả cơ sở giáo dục mầm non hưởng chế độ chính sách còn chậm, số lượng cũng như chất lượng cơ sở vật chất tại các trường ngoài công lập còn chưa đảm bảo, năng lực đội ngũ giáo viên mầm non tư thục còn hạn chế, trong khi nhu cầu đưa trẻ đến trường trong độ tuổi nhà trẻ của người lao động là rất lớn. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, để việc triển khai Nghị định 105 có hiệu quả, trách nhiệm giám sát, quản lý của chính quyền địa phương, công đoàn cả cấp là rất lớn. Thời gian tới, lãnh đạo tỉnh đề nghị các đơn vị tăng cường đốc thúc việc ra soát, đánh giá để có những điều chỉnh hợp lý, đảm bảo không bỏ sót đối tượng và mức hỗ trợ phải phù hợp với nhu cầu thực tiễn, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại các cơ sở mầm non tư thục, từ đó hỗ trợ tốt cho hệ thống giáo dục công lập của địa phương. Tiếp thu những kiến nghị đề xuất của Liên đoàn Lao động tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương mong muốn, thời gian tới, trong bối cảnh quy mô khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại địa phương có xu hướng được mở rộng, số lượng người lao động đổ về cả khu công nghiệp, khu chế xuất là rất lớn, kéo theo những áp lực về y tế, giáo dục, đặc biệt là giáo dục mầm non. Tỉnh cần xem xét dành quỹ đất tương xứng, kêu gọi các nhà đầu tư để xây dựng thêm các thiết chế dành cho giáo dục mầm non tư thục trong khu công nghiệp, dành cho đối tượng con em người lao động từ 6 đến 18 tháng tuổi. Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng cường khảo sát cả cơ sở đối tượng chưa được hưởng chính sách theo Nghị định 105, hỗ trợ kịp thời cho Liên đoàn Lao động tỉnh trong việc triển khai và giám sát thực hiện Nghị định, hỗ trợ phát triển công đoàn cơ sở, đặc biệt là ở các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.